Đám cưới trùng ngày thi, cô dâu xin làm bài sớm để kịp giờ làm lễ. Giờ lành gần đến, ăn mặc chỉnh tề, make up xinh đẹp, chuẩn bị theo chồng về dinh, thì cô dâu bất ngờ lại phải ngồi vào bàn để làm bài thi kết thúc môn học. Dạ vâng, cô có thể update nhanh cho em bàn cưới chồng không ạ? Theo đoạn clip trên, ngày thi lại vô tình rơi trúng vào ngày trọng đại, nên nhờ cơ hội nhà trai chưa sang, cô dâu ngồi vào bàn khẩn thiết xin giám thị đọc đề thi nhanh để còn kịp giờ lấy chồng. Khi nhìn thấy diện mạo xinh đẹp của thí sinh, cả giảng viên và các thí sinh đều vô cùng bất ngờ và gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho hôn sự sau này. Hạnh phúc nhân đôi, khi buổi thi đã khép lại với kết quả thành công ngoài mong đợi, cô dâu cũng kịp giờ lành để cùng chàng lên xe hoa. Vừa cầm cuội làm bài kết thúc môn, vừa chuẩn bị về nhà chồng của cô dâu đã khiến cộng đồng mạng thích thú và không quên chia sẻ về những kỷ niệm của mình. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ, cô ơi đọc đề nhanh cho em còn cưới chồng cô ạ. À. Chị Văn Mai Hương trong hoàn cảnh này sẽ hát, nghe nói em sắp kết hôn rồi, nghe nói em đang làm bài thi đó. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ, tưởng rằng khẩu hiệu này chỉ có trong thời chiến của cha anh, nay vẫn được lớp trẻ thực hiện ở một cuộc chiến khác. Nếu có kỷ niệm đáng nhớ nào vào những ngày thi, chia sẻ ngay cho chúng tôi ngay bên dưới video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể theo dõi những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.